Mason Greenwood là tiền đạo tốt nhất của MU. Davy được Man United săn đón. Những điểm rút ra qua cuộc đối đầu giữa Manchester United và Chelsea. Mason Greenwood là tiền đạo tốt nhất của Man United. Mason Greenwood ghi 7 bàn sau 10 trận đấu tại League One mùa giải 2024-2025, đạt hiệu suất tốt hơn hẳn so với dàn tiền đạo của Manchester United. Tối ngày 3 tháng 11, hàng công của Man United tiếp tục gây thất vọng trong trận đấu hòa 1 đều trước Chelsea ở vòng 10 Premier League tại sân Old Trafford. Trong khi đó, Greenwood tỏa sáng rực rỡ tại League One với 7 bàn sau 10 trận. Hình ảnh tạo nên sự tương phản rõ rệt về khả năng dứt điểm cực kém của các cầu thủ thi đấu ở tuyến đầu MU. So với phong độ bùng nổ của Greenwood, các chân sút quỷ đỏ như là Marcus Rashford, Alessandro Garnacho, Rasmus Højlund và Joshua Zirkzee đều thể hiện một phong độ kém thuyết phục, thậm chí là cả dưới sức. Tổng số bàn thắng của họ tại đấu trường Premier League chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn, với 5 bàn sau 10 vòng đấu. Alessandro Garnacho chưa tìm ra được sự ổn định. Cầu thủ này sở hữu tốc độ, khả năng di chuyển ấn tượng và thường xuất hiện ở những vị trí thuận lợi, nhưng thiếu đi sự bình tĩnh và sắc sảo trong khâu kết thúc. Trận đấu với Chelsea một lần nữa phơi bày mặt hạn chế khi Garnacho liên tục phung phí các cơ hội. Sao trẻ người Argentina bỏ lỡ ít nhất là hai cơ hội ngon ăn và hàng loạt các tình huống xử lý, làm lỡ nhịp tấn công của đội nhà. Anh còn có pha để mất bóng rồi đi bộ lững thững, buộc cho Casemiro phải dùng chút sức lực ít ỏi để đuổi theo đối thủ và phạm lỗi. Tương tự, Højlund và Zirkzee vật lộn để thích nghi với sự khắc nghiệt của Premier League. Højlund có tiềm năng và sức mạnh tranh chấp, nhưng mới ghi một bàn từ đầu mùa. Zirkzee cũng chỉ có một lần lập công, nhưng chưa đủ để tạo niềm tin cho vị trí mũi nhọn. Rashford, từng là niềm hy vọng lớn, lại liên tiếp gây thất vọng bởi phong độ sa sút kéo dài từ mùa giải trước. Hiệu suất ghi bàn yếu kém của hàng công để MU vào tình thế khó khăn. Kết quả là Quỷ Đỏ hiện đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 12 điểm có được, qua đó có màn khởi đầu tệ hại nhất trong lịch sử tham dự Premier League. Ngược lại, Greenwood thể hiện phong độ ấn tượng tại League One. Cầu thủ người Anh tỏa sáng tại Marseille không chỉ bởi khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân, mà còn nhờ sự nhạy bén trong những tình huống tận dụng cơ hội từ mọi góc độ. Greenwood đóng vai trò ghi bàn chủ lực và trở thành điểm nhấn trong đội hình của Marseille. Anh nhắc nhở MU về một mẫu tiền đạo cực kỳ nhạy bén, có thể tận dụng triệt để mọi cơ hội trước khung thành, điều mà hiện tại hàng công của MU thiếu trầm trọng. Nếu không cải thiện hiệu suất dứt điểm, đội chủ sân Old Trafford có thể sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong thời gian tới, nhất là khi họ vẫn đang loay hoay ở nửa dưới của bảng xếp hạng. Alphonso Davy được Man United săn đón. Phong độ ấn tượng của Alphonso Davy trong giai đoạn vừa qua khiến cho Manchester United, Real Madrid và cả Bayern Munich đứng ngồi không yên. Hậu vệ trái của Bayern giành được sự tin tưởng tuyệt đối từ huấn luyện viên Company và đang thể hiện một sự ổn định. As thậm chí gọi đây là phiên bản Davy tốt nhất từng xuất hiện. Davy từng đón sinh nhật tuổi 24 ở tuần trước. Đây là mùa giải thứ 7 ngôi sao tuyển Canada khoác áo Bayern. Sau khi bước ra khỏi cái bóng của David Alaba, Davy trở thành trụ cột cánh trái của Hùng Xám. Song phong độ của anh vẫn thiếu ổn định và bộc lộ nhiều hạn chế trong khả năng phòng ngự. Rõ vậy, mùa giải 2024-2025 chứng tỏ một phiên bản Davy toàn diện hơn. Tôi nghe nói rằng Davy không chơi tốt lắm ở mùa giải trước, nhưng bây giờ tôi không nhận thấy điều đó. Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu, cậu ấy nên tiếp tục như thế này. Còn có thể phát triển hơn thế nữa, huấn luyện viên Company đánh giá về Davy hôm 3 tháng 11. Davy chơi càng hay, cuộc đua giành chữ ký của anh càng trở nên khốc liệt. Hợp đồng của Alphonso Davy với Bayern sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2025 và khả năng cầu thủ gia hạn với đội bóng nước Đức là rất thấp. Kicker cho hay mối quan hệ giữa Davy và ban lãnh đạo của Bayern xấu đi trong vài tháng qua. Tuy nhiên, chứng kiến phong độ của hậu vệ 24 tuổi này, Bayern không muốn từ bỏ. Họ sẽ cạnh tranh quyết liệt với Manchester United hay Real Madrid trong thương vụ này. Los Blancos từ thế thượng phong trong các cuộc đàm phán lại bắt đầu cảm nhận thấy sự khó khăn khi Manchester United và Bayern quyết tâm. Quỷ Đỏ sẵn sàng trả lương cao hơn Real để chiêu mộ hậu vệ trái người Canada. Theo Sky Sport, Davy yêu cầu mức lương trên 20 triệu euro mỗi mùa. Con số có thể biến anh thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại bất cứ câu lạc bộ nào mà mình lựa chọn. Những điểm rút ra qua cuộc đối đầu giữa Manchester United và Chelsea. Cuộc đối đầu giữa Manchester United và Chelsea trong khuôn khổ vòng 10 giải bóng đá ngoại hạng Anh là một cuộc đối đầu giữa đội xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng và đội đang hướng tới vị trí trong top 4. Nhưng kỳ lạ là đội được cho là sẽ có chiến thắng là đội xếp thứ 14, Manchester United.
1. Cân tải cân sức. Đây là trận đấu mà ngay từ đầu đã được đánh giá là cân tải cân sức. Cho dù Manchester United đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng, chỉ có 1 chiến thắng trong 5 vòng đấu trước đó. Còn Chelsea đang hướng tới một vị trí trong top 4 khi mà chỉ có 1 trận thua trong 5 vòng đấu trước đó. Nhưng thông số trận đấu lại không biết nói dối khi mà nửa đỏ thì Manchester có 46% thời lượng kiểm soát bóng, 11 lần dứt điểm với 4 lần dứt điểm chính xác, 402 đường chuyền và số bàn thắng được kỳ vọng là 1,96. Còn đối với Chelsea là 12 lần dứt điểm với 3 lần dứt điểm chính xác, 467 đường chuyền và số bàn thắng được kỳ vọng là 1,53. Rõ ràng tỷ số 1 đều đã phản ánh chân thật về sự cân bằng trong lần đối đầu này giữa câu lạc bộ. Và trong quá khứ thì Chelsea cũng chưa từng dễ dàng vượt qua được Manchester United. Manchester United vẫn được đánh giá cao khi huấn luyện viên bị sa thải. Mới nghe thì sẽ thấy hơi cấn cấn, nhưng thực tế là câu lạc bộ này vẫn thường xuyên có sự bất ổn giữa cầu thủ và huấn luyện viên. Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, thì câu lạc bộ này đã trải qua rất nhiều đời huấn luyện viên như David Moyes, Luis Van Gaal, Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag. Và thường thì tình trạng có các cầu thủ chơi khá tệ dẫn đến huấn luyện viên bị sa thải, rồi lại thi đấu rất hăng hái khi huấn luyện viên mới đến là thường xuyên xảy ra. Do vậy, chuyện Manchester United được đánh giá cao trên lần đụng độ với Chelsea là hết sức bình thường. Bởi đơn giản trận đấu được diễn ra khi mà huấn luyện viên Erik ten Hag bị câu lạc bộ sa thải, dù cho là cố ý hay vô tình, là muốn bẻ ghế huấn luyện viên hay muốn thể hiện để huấn luyện viên mới trọng dụng, thì đây chắc chắn sẽ là điểm mà những huấn luyện viên khác sau này của Manchester United cần phải chú ý. 3. Vị trí tiền vệ trung tâm vẫn là vấn đề của Manchester United. Với việc Casemiro đã có tuổi dẫn đến phong độ thi đấu không ổn định, trận hay trận dở, Kobbie Mainoo thì vẫn đang chấn thương và cũng không phải là mẫu cầu thủ cạnh tranh về tranh chấp, thì Erik ten Hag đã đưa Manuel Ugarte về để bổ sung cho vị trí này. Nhưng dường như đây lại là một bản hợp đồng sai lầm nữa của Erik ten Hag, khi Manuel Ugarte vẫn chưa cho thấy bất cứ một điểm gì nổi trội kể từ khi đến với Manchester United. Khả năng tranh chấp trung bình khá, khả năng cầm bóng chuyền bóng là bình thường. Những gì mà cầu thủ này thể hiện còn xa mới đạt được tới mức mà câu lạc bộ có thể kỳ vọng thay thế cho Christian Eriksen hoặc Kobbie Mainoo ở vị trí này. Dù Kobbie Mainoo chỉ mới 19 tuổi, còn Christian Eriksen đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Đây chắc chắn sẽ là vấn đề mà huấn luyện viên mới của Manchester United phải giải quyết nếu như muốn xây dựng tốt nền tảng cho tương lai. Số 4. Chelsea đang lâm vào tình trạng mất cân bằng giữa hai cánh. Khi mà khu vực giữa sân đã khiến cho người hâm mộ rất yên tâm với sự xuất sắc của những Moises Caicedo, Enzo Fernandez hoặc Romeo Lavia, cánh trái đang thi đấu rất tốt với sự quay lại của Rich James và phong độ cao của Pedro Neto, thì cánh phải lại đang thi đấu rất phập phù, thiếu đi sự ổn định cần thiết. Sự xuất hiện của Malo Gusto và Noni Madueke ở cánh phải chính là hai yếu tố dẫn đến sự bất ổn, với phong độ của hai cầu thủ này là rất thiếu ổn định, thậm chí là lối thi đấu mang đậm nét cá nhân hơn vì lợi ích của tập thể. Nhưng khi Malo Gusto vẫn còn sự thay thế là Marco Correa thi đấu ổn hơn, thì sự thay thế của Noni Madueke là Mikhailo Mudryk thậm chí còn tệ hơn. Do đó, sự đồng đều ở cả hai cánh sẽ là vấn đề mà huấn luyện viên Enzo Maresca phải tính toán nếu như muốn Chelsea có được thành tích tốt ở mùa giải 2024-2025 tới đây.